Vui không? Vui không? Đó. Kênh Bộ Đội Thế Này xin chào mọi người nhá. Chào mọi người. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Vui không đồng chí Diệt? Vui anh ơi. Đã quá một phút bù giờ rồi, để nghĩ tới trước vô địch rồi. Chúng ta đã có thể nghĩ tới trước vô địch, tới tấm huy chương vàng rồi. Ở phía trước của chúng ta không còn là một tình huống tấn công của đội, còn là một tình huống tấn công của đội. Và đặc biệt nhất trong trận đấu ngày nay của U23 Việt Nam, tất cả đều đang mong chờ một tiếng còi cao nhất vào lúc này của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy giữ sức để cùng hô vang một thời khắc. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra dấu hiệu cho thấy là U23 SEA Games. Cảm ơn thầy Park. Lời chia tay quá đẹp của đối với U23 Việt Nam. Ông đã nói rằng đúng, họ là đội bóng hoàn hảo cho đến khi Bonking phải đối đầu với Park Hang-seo, cho đến khi U23 Thái Lan phải gặp U23 Việt Nam vô địch. Trong những phút giây sôi động nhất ở trên sân, các học trò viên Park Hang-seo là người lạnh lùng nhất. Và khi mà các học trò đã ăn mừng chiến thắng thì ông ngồi yên tận hưởng cảm giác chiến thắng đó một cách thật sự là đặc biệt. Vâng, các bạn Thái Lan, các bạn, nhưng ngày hôm nay chúng tôi kiên trì hơn, bền bỉ hơn và có dấu ấn chiến thuật đặc biệt hơn. Ngày thứ Bảy 21 tháng 5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành được 1-0. Ngày Chủ nhật 22 tháng 5 thì đội tuyển U23 ngày và cùng với đó khắc lượng để nói là ngày đầu năm Nhâm Ngọ, năm Hổ chúng ta bùng nổ, nối một năm rất thành công của bóng đá Việt Nam. Trung Quốc chiến thắng đầu tiên và duy nhất ở vòng loại U23 châu Á.